Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết thì các chợ hoa xuân truyền thống trên địa bàn của thành phố Cần Thơ luôn tấp nập người bán người mua. Tại thị trường chợ hoa kiểng Tết Cần Thơ năm nay đã xuất hiện nhiều loại cây kiểng độc lạ với giá hàng chục triệu đồng nhưng vẫn thu hút đông khách đến mua. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chợ Tết miền Tây, vào một dòng chợ hoa kiểng Tết ở vùng đất Tây Đô vào ngày 25 Tết này quý vị nhé. Nho lần đầu tiên có mặt thị trường Tết ở thành phố Cần Thơ, bán với giá 1 triệu đồng mỗi cây. Loại kiểng này xuất xứ từ Ninh Thuận, được nông dân chuẩn bị trước khoảng 6 tháng mới cho ra một cây kiểng nho cao từ 50 đến 80cm. Những người chơi kiểng cho biết, nho kiểng mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc, tượng trưng cho sự sum họp quấn quýt và mang lại tài lộc cho gia chủ. Còn đây là kiểng đu đủ vàng của nông dân Đồng Tháp, cũng được trưng bày và bán trong chợ xuân năm nay. Loại đu đủ vàng này có từ 8 đến 15 trái mỗi cây, có giá dao động từ 500 đến 1 triệu rưỡi. Thêm vào đó, nhiều người dân thành thị thường chọn đu đủ vàng theo tâm niệm là vừa đủ lại vừa có vàng nên rất dễ bán. Năm nay, kiểng dâu tằm cũng xuất hiện ở chợ Tết tại thành phố Cần Thơ, được bán với giá 2 triệu đồng mỗi chậu. Loại kiểng này vốn là một loại cây ăn quả, nhiều nghệ nhân đam mê cây cảnh đã cấy ghép giống cây dâu tằm thành chậu bonsai đẹp mắt. Năm nay, chủ cây kiểng chỉ nhập đúng 5 cây để bán phục vụ cho những người yêu giống kiểng lạ này. Một trong những nhóm cây phong thủy tượng trưng cho sự giàu sang thịnh vượng còn có giống kiểng xoài ghép. Loại kiểng này có trái màu vàng ươm và khá đẹp, dáng thấp. Hiện tại ở thị trường Cần Thơ chỉ có đúng một cây nên giá bán khá cao, 5 triệu đồng. Đặc biệt năm nay, chợ hoa và kiểng Cần Thơ xuất hiện bưởi diễn, được vận chuyển từ Hà Nội vào bán với giá từ 3 đến 70 triệu đồng mỗi cây, tùy theo cây lớn nhỏ, trái nhiều hay ít. Cây bưởi diễn ra quả chín đúng vào dịp Tết và có màu vàng óng rất là bắt mắt, tượng trưng cho tài lộc nên được nhiều người ưa chuộng trong ngày Tết. Ngoài ra, thị trường chợ Tết năm nay còn có thêm một loài hoa mang sắc xuân cũng được khá nhiều người dân chọn lựa, đó là hoa mai đỏ. Cây hoa mai đỏ với sắc hoa đỏ thắm đặc trưng, dáng thế đẹp, vào thời điểm cây nở hoa nhìn như một quả cầu lửa. Đặc biệt, hoa rất lâu tàn, dễ sinh sống và nở hoa quanh năm, biểu thị cho sự phát triển dồi dào, tài lộc phú quý. Giá bán dao động từ 500 đến 3 triệu mỗi chậu tùy theo cây. Người bán cho biết năm nay chỉ nhập 350 cây, nhưng chỉ sau 3 ngày, số lượng chỉ còn 20 cây. Đây là loài giống được khá nhiều người miền Tây ưa chuộng.